Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 20 giờ với các tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá trên mạng internet vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với các lực lượng liên quan triệt phá thành công. Qua công tác nắm bắt tình hình, công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện một nhóm đối tượng lợi dụng không gian mạng tổ chức cá cược bóng đá dựa theo kết quả giải vô địch châu Âu và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ nên tiến hành xác minh làm rõ. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 9 đối tượng gồm Lê Minh Cường, Giang Trọng Hiếu, Lê Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Minh, Liêu Huy Tuấn, Giang Nhân Đại Trí, Thái Đắc Trung, Trần Minh Chuẩn và Thạch Thới. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng tạm giữ nhiều tang vật khác có liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định tổng số tiền mà các đối tượng dùng để cá cược thông qua các trận bóng là trên 10 tỷ đồng. Sau một tuần nghị án sơ thẩm vào chiều ngày 11 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Hữu Phước, trú tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, 18 năm tù và bị cáo Nguyễn Ngọc Tùng, trú tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, 13 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Vào sáng ngày 6 tháng 2 năm 2023, Tùng điều khiển xe mô tô chở Phước đến cửa hàng cầm đồ ở thành phố Hà Tiên để Phước đột nhập vào trong lấy trộm 600.000 đồng và 27 lượng vàng 18K. Sau đó, Phước mang theo số vàng trên đến nhà của một người thợ bạc nhờ mang đi bán được 869 triệu đồng. Phước trả công cho người thợ bạc 75 triệu đồng và chia cho Tùng hơn 200 triệu đồng. Số tiền còn lại Phước đem tiêu xài cá nhân. Đến ngày 3 tháng 3 năm 2023, Phước và Tùng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về tội trộm cắp tài sản. Ngoài mức án trên, hội đồng xét xử còn tuyên hai bị cáo phải hoàn trả lại số tiền trên 800 triệu đồng cho bị hại. Vào ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thị Kim Anh, 21 tuổi, trú tại khu phố Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai để làm rõ về hành vi mua bán người. Cụ thể, vào ngày 11 tháng 7, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp lực lượng biên phòng Tây Ninh bắt giữ đối tượng Kim Anh và giải cứu hai nạn nhân bị mua bán. Qua làm việc, đối tượng Kim Anh khai nhận lợi dụng mạng xã hội để lừa, dụ dỗ, lôi kéo người Việt Nam đưa sang lao động ở Campuchia. Khi dụ được nạn nhân, Kim Anh bán cho các công ty với giá 300 đô la Mỹ một người. Kim Anh đã bán được 3 người thì bị bắt giữ. Được biết, trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh tiếp nhận từ lực lượng chức năng Campuchia 15 công dân Việt Nam bị lừa bán. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nhóm đối tượng thanh thiếu niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao phóng lợn và sử dụng xe mô tô chạy tốc độ cao để lạng lách đánh võng trên tuyến quốc lộ 38 để trêu và dọa người tham gia giao thông, lực lượng công an đã tiến hành tuần tra. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã giữ lại được một nam thanh niên tên là Phạm Tuấn Minh, trú tại phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên. Bằng các biện pháp điều tra, công an thị xã Duy Tiên đã xác minh và triệu tập 8 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vào ngày 11 tháng 7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn hàng hóa qua biên giới. Sáng ngày 11 tháng 7, đội đặc nhiệm chủ trì phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện có nhiều đối tượng đang vác hàng hóa từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Ngọc Phú đang vận chuyển 3 máy lọc không khí. Các đối tượng khác ném lại hàng hóa, lợi dụng đêm tối bỏ trốn về Campuchia. Tiến hành kiểm tra xung quanh phát hiện 4 đai hàng do các đối tượng bỏ lại, gồm 1.250 bao thuốc lá các loại, 2 xe đạp, 2 máy lọc không khí đã qua sử dụng, tổng trị giá tang vật là khoảng 30 triệu đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh 20 giờ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.